Rồi, anh em vẫn còn một tiếng nữa mới xuống được chân núi đây. Tối hôm nay đèn pin anh em mang lại hết, bật đèn flash đây. Không biết bài viết điện thoại sắp hết pin này. Bao nhiêu đường rừng tối đêm này. Anh em đi trước dẫn đường. Và để cảnh anh em đi rừng khai thác cực kỳ là vất vả đây. Đi sẽ còn gần tiếng nữa mà xuống được chân núi. Một ngày anh em trung bình đi khoảng tầm 18 đến 35 40 cây, xa nhất là 40, 50 lên. Tôi đang đã chỉ đi được 40 cây. Đường rừng như này thì cũng lại thôi. Còn đâu xa hơn nữa thì phải dựng chòi chờ các anh em đi vào sâu hơn nữa sẽ đi thêm 5-6 ngày mới ra được trò để anh em đón. Để kiếm được một cái đồ rừng cho mọi người dùng là đánh đổ rất nhiều thời gian công sức, cực kỳ tâm huyết thì mới đi được như này, đam mê. Mọi người khỏe thì mình em có động lực kèm đi săn đồ các bác. Chia sẻ các bác một phần góc một phần khi em hay đi buổi tối đêm di chuyển liên tục để các bác biết được là cái cảnh đi khai thác đồ rừng của em tuần dã là như thế nào. Chỗ này phải trèo qua cây rồi. Em phải dừng cái video đó nhé.